vpgame.vn, shop nick nhanh chóng an toàn giá rẻ. Ok, chào toàn thể anh em đến với channel của mình. Có rất chi là nhiều bạn đó là bình luận bảo mình đó là làm về vị tướng giá đi. Thì ok, ở clip này mình làm giá nha. Nhưng mà thôi, đã chơi thì chơi tới bến luôn anh em ạ. Mang giá đó là đi rừng luôn. Thực sự mình cảm thấy là trận đấu này thì có vẻ là khó khăn đấy đây. Khi mà tém mình thì nguồn sát thương phép khá là nhiều ấy. Thôi không vấn đề gì cả, dẫu sao thì ở trận đấu này thì mình mang ra đi rừng thì cũng được anh em ạ, cố gắng sánh sánh sớm và kết thúc trận đấu sớm sớm thôi. Chỉ giai đoạn về sau thì mình nghĩ là cũng chơi được nhưng mà khá là khó một xíu, khi mà tém địch khá là trâu và cũng khá là khó chịu. Triều Vấn này, Zephyr này, Toro này, những chất tưởng ra chết trâu bò nó mà lên phạt kháng phép này thì mình cũng không ăn thua cho lắm. Hơn nữa ra ta tém mình cũng là đám phép ấy, bơ gắn gá cũng là đám phép, nhưng mà rất may thì chiến công đâu dành cho La Vi rồi. Nhưng mà thực tế thì khi mà tém địch lên kháng phép nhiều ấy thì xạ thủ tém mình lại có lợi thế nhá. Ok, thì hiện tại ở giai đoạn đầu game thì vậy. Ôi, mình tưởng là ổn rồi, ai dây không ổn rồi anh em ạ. Ăn được một màng, được cái chiến công đâu, nhưng mà tém địch thì lại có ngáy, đó là hai điểm hạ gục. Thì chơi ra thì giai đoạn đầu game mình phám bột xanh tiến sang khu vực bột đỏ và gánh cải đường rồng nhá. Tốc độ phám của ra thì nói nhanh thì cũng không phải, mà nói quá chậm thì cũng không đúng, nói chung cũng tầm tàm anh em ạ. Ok, bây giờ thì mình ôi vẫn chưa lên được level 4 bởi vì mình mất đó là một con quay nhỏ anh em ạ. Chưa lên được level 4 thì chắc chắn đi gánh sẽ không hiệu quả cho lắm rồi. Cố gắng lên level 4 một xíu nhá. Ra thì rất cần level 4 anh em ạ. Ở trận đấu này thì mình đổi đâu với bên kia chiến tuyến, đó là vị tướng anh trang, đó là Vân Ca. Vân Ca thì giai đoạn đầu game yếu, mình không đáng sợ cho lắm. Nhưng late game thì Vân Ca cực kỳ là mạnh nhá. Cái pha này thì tém mình có lợi thế một xíu, thì liệu có đẩy được cái trụ này hay không, nhưng mình nghĩ đó là chưa thể đẩy được cái trụ này. Pha này ôi một phát kéo chuẩn xác đến từ vị trí của Grak này. Pha này mình sử dụng chiêu cuối đẩy đó là Van Hên lui ra luôn nhá, và có điểm hạ gục dành cho mình này. Bây giờ thì chắc có lẽ là một là cống trụ, hai đó là có thể đó là ăn con rồng. Nhưng mình nghĩ cống trụ bây giờ khá là khó. Natalia tém địch thì cũng mấp mẻ là xuống hỗ trợ rồi, thì không biết có đẩy được cái trụ này hay không. Hy vọng là đẩy được cái trụ này ấy, nhưng mà khó rồi. Chắc cần lui lại một xíu anh em ạ. Pha này mình sẽ rinh rập đấy nhá, xem Natalia tém địch có về hay không. Rồi ơi, bo này bắt ôi. Tưởng là bắt Natalia IZ là bo lên check map này thì bo với chúng tôi này. Đấm nhẹ một phát nữa này. Thôi pha này thì chắc có để là mình sẽ lui lại thôi. Lượng máu của mình thì cũng khá thấp, gánh vậy là thành công rồi. Cấu đi được nửa máu trụ của tém địch, cũng ăn được đó là vài ba màng, vậy là thành công rồi. Đối với ra thì nói chung về sau 6 có đô xử mạnh mạnh, ít nhất thì anh em cũng phải lên được cho nó đợi trường bùng nổ anh em ạ. Khi đó những cú đấm mới thấm và thốn được. Khi anh em lên được cái trường bùng nổ kết hợp thêm đó là thân quáng đến thứ phù hiệu nữa thì giúp những cú đấm chấn khống của anh em sẽ cực kỳ thấm và thốn. Đặc biệt là những vị tướng đó là không có kháng phép anh em ạ. Ra đi rừng thì chỉ có đông game đó là farm hơi chậm một xíu thôi, còn giai đoạn về sau thì farm cũng khá là nhanh ấy. Thì hiện tại thế trận thì cũng 50-50 thôi. Ôi, không biết là đường rồng tém mình có giữ được trù ấy không ấy. Bắt Vân Cá này, bắt anh em ơi, bắt có ai hỗ trợ mình không đây, bắt luôn đấy. Ôi, mình bắt thì tém mình lại chạy về hết rồi. Thôi chắc có lẽ là pha này đấm nhẹ một phát thôi, pha đầu mục có một người hỗ trợ nữa là ngon rồi. Ra ta đâu, bay đi bạn ơi. Không bay được à. Gia ta bị gãy cánh giữa chừng rồi. Ok, pha này ép này, ép. Gia ta chưa có chiêu cuối thì chắc có lẽ chưa ép được rồi. Thôi chắc có lẽ mình sẽ chuyển phòng sáng đó là... Ôi, bắt bo luôn. Làm món đó là thịt bo gạc bếp anh em ơi. Thôi nhưng mà nói vậy thôi, chỉ chắc có lẽ mình về phám thôi. Bởi vì dầu sao thì chất tướng bo thì cũng rất chết trấu. Mình sẽ về phá một xíu nữa anh em ạ. Có một xíu đô nữa thì xíu nữa đánh mới thấm và thốn được. Phá đầu thì tém địch vẫn còn trù ấy, nên là bắn trù thì rất chỉ là khó. Đội hình tém bàn thì cũng khá là đẹp ấy. Natalia này, ôi siêu việt. Siêu việt ăn được cái màng chấm dứt của Natalia là ngon này.
anh em đâu, bắt, chạy đâu, một đấm nữa, ôi, con xỉu máu kia, tiếc vậy, Natalia tụi em đi thì đang trong bụi nhá, đấm nhẹ một phát đấy, trúng rồi anh em ạ, nó đang trong bụi ấy, mình vẫn thấy cái màn chấm dứt đây, liệu phá này có ăn được hay không này, ôi, nhưng mà không được rồi, nó lùi về rồi anh em ạ, tiếc nhá, tiếc quá anh em ạ, kiếm cái màn chấm dứt mất khá là khó. Thế trận bây giờ thì cũng 50-50 thôi, 4-4, đó là dành cho hai bên. Nói chung vậy thế trận này là cũng ổn rồi, giai đoạn về sau thì có thể là chơi được. Thực tế ở tém mình thì nói xấu thì cũng không phải mà đẹp thì cũng không đúng, nói chung cũng chơi được anh em ạ. Nguồn sát thương phép thì hơi dồi dào một xíu thôi nhưng mà cũng không vấn đề gì cả bởi vì lá vì thì đám vật lý cực kỳ là to. Ví dụ ở trận đấu này mà tém bên mình ván hế này, mà xạ thủ thì cực kỳ là khó chơi ở giai đoạn về sau ấy. Nhưng mà đối với lá vì thì là một câu chuyện khác. À pha này thì mình bắt được này. Bắt được Natalia rồi anh em ạ, pha này chắc chắn là nó sẽ bắt được kiếm mấy mang chấm dứt kiếm đó là giám ba. Đó là đồng vàng anh em ơi. Chơi luôn, một là lấy trù này, hai là lấy cả người cả trù anh em ạ. Lung linh là lên luôn, à rồi, pha này chạy đấu, lính vào nhá, lính vào là mình chơi luôn này. Ôi, trù bắn mình, ôi. Thôi xong rồi, bị trụ bắn, ôi thôi xong rồi, ăn được màng của nó nhưng mà thôi không sao cả anh em ạ. Ăn được cái màng chấm dứt nhưng mà mình mất cái màng thương là cũng được rồi. Triệu Vân tém địch cũng có đô rồi nhá, Triệu Vân tém địch thì cũng có đó là một điểm hạ gục cũng giữ đó là lượng vàng thì cũng đó là 2k7 rồi. Nói chung cũng cẩn thận anh chàng Vân cá ấy, bởi vì dầu sao thì cũng nên tôn trọng đó là Vân cá ở giai đoạn late game anh em ạ. Hiện tại thì tém mình đang combat ở đó là hàng sâu. Nhưng mà thất thế rồi. Xạ thủ lên bảng điểm số. Liệu FP tém mình có chạy được hay không? Nhưng mà mình nghĩ chắc là không chạy được rồi. Pha này mình sẽ trả thù nhá. Chạy đầu Van Hên ơi. Pha đầu thì mình nghĩ đó là Botoro tém địch. Đó là bất giải phải anh em. Mình sử dụng đó là chiêu cuối nhưng mà không ăn ấy. Tức là sử dụng chiêu cuối nhưng không đẩy lui được Van Hên. Nhưng rất may thì cũng đủ lượng đám để ăn được. Đó là xạ thủ của tém địch anh em ạ. Thì hiện tại đang thấy sái của Bo Toro nhá, pha này lại bắt luôn này, Bo ơi chạy đâu Bo ơi. Ngưu Ma Vương. Này thì Ngưu Ma Vương này chạy đâu, chơi luôn này, sử dụng chiêu cuối luôn này, đấm một phát nữa này, tế tái một phát này, lên bảng điểm số này. Làm món đó là thịt bò gạc bếp anh em ạ. Bo tầm này thì chưa trấu đâu, còn xỉu nửa thì khoảng tầm đó là quá phút thứ 12 gì đó ấy. Bo nó bày bắt đâu đó là trấu anh em ạ, bây giờ mình có trường bung nổ rồi. Kết hợp thêm là với thân quáng rồi thì những cú đấm của mình cũng bắt đầu thấm và thốn rồi nha anh em. Ông Merganga có ăn bua thì ăn đi, Merganga hoặc là Zata ăn bua thì cảm thoải mái nhá. Đối với giá thì thực tế có bua xanh thì cũng tốt anh em, giúp giảm thời gian hồi chiếu nhưng mà không có thì cũng chả sao cả bởi vì nó không sử dụng năng lượng ấy. Thế là ăn thì cũng được, nhưng mà không ăn thì mình ăn thôi. Hiện tại bây giờ đang thấy là giáo tránh này, anh chàng Vân Cá thì đã ăn được. Đó là chấm dứt ra ta tay mình rồi. Pha này thì mình sẽ lại hỗ trợ này, chạy đâu Vân Cá ơi. Ôi, pha này sử dụng chiếu luôn để cứu mơ gắn gá này. Không sử dụng chiếu là mơ gắn gá tay mình lên bảng điểm số ấy. Một điểm hạ gục này, hai điểm hạ gục này. Chỉ còn anh Bo này, đẩy anh Bo lại này và 3 điểm hạ gục này. Nhưng mình có double cứu và một điểm thay danh cho đó là gờ đặc tay mình, quá là thơm tho luôn anh em ơi. Ôi bắt luôn, đấm. Ôi, thôi xong tạm biệt, ôi. Zephyr tém địch thì vẫn còn xỉu máu kia, pha đỏ thì mình chưa đủ nồi nắng để sử dụng chiếu cuối ấy. Nên là sẽ lùi lại một xỉu nha anh em. Đối với giá thì anh em cần lưu ý là phải thánh nồi nắng anh em cố gắng làm sao là đây nhá, để có thể sử dụng được chiếu. Chứ hết thánh nồi nắng phạt thì nó cũng giống như là hết mana anh em sẽ không sử dụng được chiếu thức nữa. Combo của giá thì cũng khá là dễ thôi, nói chung anh em ở thế giá thì cứ cấu rìa thôi. Còn anh em có thể là sử dụng áp giá thì nói chung dồn một combo nhưng vì tưởng không có kháng phép thì chắc chắn là một combo của giá. Tiền một em lên bảng điểm số thì cực kỳ là nhanh chóng luôn. Đấm chiêu 2 trúng đối phương một phát thì chiêu 3, chiêu 1 đó là dồn tới tấp luôn anh em. Đây, ví dụ như pha này,
Chạy đâu đây, một phát này lên bảng điểm số này. Bốc hơi quá là nhanh luôn. Cứ đấm chiêu hai trúng rồi zone đó là combo luôn. Đó là tất nhiên thì sẽ có màng cực kỳ là nhanh rồi. Ok thì hiện tại bây giờ thì thị trường thì nói chung cũng hơn về tém mình một xíu thôi, nhưng mà cũng chưa thể là chủ quan được. Dầu sao thì cũng cần tôn trọng tém địch, đó là về lễ tém địch rất chỉ là khỏe anh em ạ. Vừa khỏe vừa trấu này, tém địch vừa khỏe vừa trấu này, nên là cũng phải cẩn thận nha anh em. Thì bây giờ mình sẽ đẩy thể lính này lên cao một xíu nhé, đẩy đường này lên cao một xíu. Ok, tém mình thì đang khởi động con rồng, mình cũng sẽ lại đó là hỗ trợ tém ăn rồng luôn. Đang thấy sái của đó là vấn cá tém địch này, nhưng không biết vấn cá di chuyển đó là đi đâu rồi không biết. Ôi, siêu việt dành cho Van Hề nơi kia. Hiện tại thì mình đang thấy là sái combat ở đường mid nhất, tém mình lên bảng điểm số đó là 2 người rồi. Và này hỗ trợ tím này, đấm nhẹ một phát này, đấm nhẹ một phát này. Ôi, trúng ánh trang là ta ra anh em. Ôi, thôi xong rồi. Lỗi rồi. Thôi không sao cả, phát này bắt luôn anh trang vẫn ca lên bảng điểm số. Lên bảng điểm số này, ôi lỗi nhưng mà vẫn ăn được anh em ạ. Phát đầu thì mình gọi là đấm trúng Natalia tém địch, đình zone đó là combo vào Natalia. Nhưng mà thấy nó quăng chiêu hái phát mình gọi là ý nghĩ phát đầu mình là tiến tới thì chắc là ăn được Natalia luôn ấy. Nhưng mà sợ đó là không ăn được vấn cá. Cuối cùng đó là sử dụng chiêu cuối lui lại một xíu. Và cái kết thì nói gọi là ngu người. Nói chung thực tế thì phá đó rất may anh em ạ, vẫn ăn được. Thì bây giờ mình làm gì? Anh em thấy thì mình đang thấy sai Natalia tem địch nhá. Lúc nãy cái bùi này đứng có ra vùi anh em chờ nó di chuyển quá này. Một đấm này, nửa cây máu này, dồn bộ combo này. Natalia tem địch gọi là chưa hiểu vì sao mà lại lên bảng điểm số ấy. Tự nhiên đáng đó đã ung dung đi. Và cuối cùng thì thấy đó là trên bản đồ mất rồi. Ok thì hiện tại bây giờ lượng đám thì rất chết tốt anh em ạ, nhưng cú đấm của mình thì bây giờ phải gọi là cực kỳ là thấm rồi. Rồi pha này bạn chơi ông Vân Cá ơi, chơi ông Vân Cá ơi. Ok pha này khép góc Vân Cá này, không cho Vân Cá về này, đấm này, ôi không đủ tâm rồi. Hơn nữa khi Vân Cá đã có chiêu một thì mình đấm cũng không làm chậm được nó ấy. Về bảng ngọc dành cho giá thì sẽ lên như sau. Ngọc đỏ thì cống phép và xến giả phép. Ngọc tím sẽ lên cho nó 5 viên tốc đánh tốc chay, 5 viên cống phép và hụt máu phép. Còn ngọc xanh tốc đánh và xến giả phép nhé. Phù hiệu thì mình sử dụng bộ phù hiệu thân quáng. Còn trang bị thì gươm lâu ghi này, rồi dây kiến cương, rồi trường bùng nổ, rồi món đồ xuyên giáp, đó là trường hồn máng, rồi vương miền, rồi cuối cùng thì quả cầu băng xương thôi. Ok pha này chơi luôn này, đẩy bo toro ra luôn nhá. Quá là dễ anh em ạ, một trận đấu thì nói chung cùng là khá là dễ dàng, rất may là trước về lết. Thì cảm ơn anh em đã theo dõi clip này của mình nhá, nếu thấy hay đừng quên like và đăng ký kênh. Bye bye.